Hình xăm thiên thần sa ngã, người nổi loạn hay người bị lãng quên. Hình xăm thiên thần sa ngã là một trong những hình xăm phổ biến nhất hiện nay. Nhiều người chọn hình xăm này vì nó mang ý nghĩa về sự nổi loạn, sự đấu tranh, sự mất mát và sự hy vọng. Nhưng bạn có biết nguồn gốc của thiên thần sa ngã là gì? Tại sao họ lại là sa ngã? Và hình xăm này có ý nghĩa gì đối với những người mang nó trên cơ thể? Trong video podcast này, Toàn Phong Thủy sẽ giới thiệu cho bạn về lịch sử, ý nghĩa và những người nổi tiếng có xăm hình xăm thiên thần sa ngã này. Nào chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Nguồn gốc của thiên thần sa ngã. Thiên thần sa ngã là những thiên thần bị đuổi khỏi thiên đường vì đã phản bội Chúa hoặc không tuân theo ý muốn của Ngài. Theo các tôn giáo Abraham bao gồm Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, thiên thần sa ngã được coi là những sinh vật có tội lỗi, xấu xa và độc ác. Họ thường bị liên kết với sa tăng, con rồng hoặc con quỷ, là kẻ thù của Chúa và con người. Theo Kitô giáo, thiên thần sa ngã là những thiên thần đã theo Lucifer, một trong những thiên thần cao quý nhất của Chúa, khi hắn nổi loạn chống lại Ngài. Lucifer muốn trở thành Chúa và được tôn sùng bởi các thiên thần khác, nhưng Chúa đã không chấp nhận sự kiêu ngạo của Lucifer và đã đánh bại hắn cùng với một phần các thiên thần khác. Hắn và các thiên thần sa ngã đã bị đẩy xuống địa ngục, nơi họ trở thành các quỷ và tiếp tục chiến đấu chống lại Chúa và con người. Theo Do Thái giáo, thiên thần sa ngã là những thiên thần đã vi phạm lệnh cấm của Chúa khi xuống trần gian và lấy các con gái của con người làm vợ. Họ cũng đã dạy con người những kiến thức bị cấm như ma thuật, chiêm tinh và chiến tranh. Những con kế sinh ra từ sự kết hợp giữa thiên thần và con người được gọi là Nephilim, là những kẻ khổng lồ hung ác và hung tàn. Chúa đã phạt các thiên thần sa ngã bằng cách giam họ trong vực sâu hoặc chuỗi họ lại. Theo Hồi giáo, thiên thần sa ngã là Iblis hay Satan, một trong những sinh vật cao quý nhất của Chúa, được tạo ra từ lửa. Khi Chúa tạo ra con người từ đất, Ngài yêu cầu các thiên thần và các sinh vật khác cúi lạy trước con người. Tất cả các thiên thần đều tuân theo, ngoại trừ Iblis. Iblis cho rằng mình cao quý hơn con người và không muốn phục tùng Chúa. Chúa đã tức giận với sự ngang ngược của Iblis và đã đuổi hắn khỏi thiên đường. Iblis đã xin Chúa cho phép hắn sống đến ngày phán xét và được ban cho quyền cám dỗ con người. Iblis đã thề rằng hắn sẽ làm cho con người sa ngã và rời xa. Ý nghĩa của hình xăm thiên thần sa ngã. Hình xăm thiên thần sa ngã có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào cách hiểu và cảm nhận của mỗi người. Một số ý nghĩa phổ biến của hình xăm này là sự nổi loạn. Hình xăm thiên thần sa ngã thể hiện sự chống đối với những quy tắc, giới hạn và áp lực của xã hội hoặc chính bản thân mình. Người mang hình xăm này muốn tự do, tự quyết định và tự biểu lộ bản sắc của mình. Họ không sợ bị kết tội, bị ghét bỏ hoặc bị ruồng bỏ vì những lựa chọn của mình. Sự đấu tranh. Hình xăm thiên thần sa ngã biểu hiện sự đấu tranh với những khó khăn, thử thách và cám dỗ trong cuộc sống. Người mang hình xăm này muốn vượt qua những trở ngại, khắc phục những sai lầm và tìm kiếm sự cải thiện. Họ không ngừng chiến đấu cho mục tiêu, ước mơ và niềm tin của mình. Sự mất mát. Hình xăm thiên thần sa ngã diễn tả sự mất mát của một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống, như một người thân, một tình yêu, một công việc hay một niềm vui. Người mang hình xăm này muốn bày tỏ nỗi buồn, nỗi đau và sự nuối tiếc của mình. Họ cũng muốn tưởng nhớ và tri ân những điều đã qua. Sự hy vọng. Hình xăm thiên thần sa ngã đại diện cho sự hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cơ hội mới hoặc một sự tha thứ. Người mang hình xăm này muốn tin rằng dù có sa ngã hay lầm lỗi, họ vẫn có thể quay lại với ánh sáng, với Chúa hoặc với chính mình. Họ cũng muốn lan tỏa thông điệp về lòng trắc ẩn và lòng từ bi. Những ví dụ nổi tiếng của hình xăm thiên thần sa ngã. Hình xăm thiên thần sa ngã là một trong những hình xăm được nhiều người nổi tiếng lựa chọn để trang trí cơ thể. Dưới đây là một số người nổi tiếng đã xăm hình xăm thiên thần sa ngã là David Beckham. Cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Anh đã xăm hình xăm một thiên thần sa ngã trên lưng với dòng chữ In the Face of Adversity, nghĩa là trước gian nan. Hình xăm này được cho là biểu hiện sự đấu tranh và sự kiên cường của anh trong sự nghiệp và cuộc sống. Angelina Jolie, nữ diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Mỹ đã xăm hình xăm một thiên thần sa ngã trên cánh tay trái với dòng chữ Qui ode me nutrit me destruit, những gì nuôi dưỡng tôi cũng phá hủy tôi. Hình xăm này được cho là biểu hiện sự mâu thuẫn và sự tự hủy hoại của cô trong quá khứ. Megan Fox, nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Mỹ đã xăm hình xăm một thiên thần sa ngã trên vai phải với dòng chữ We win all law at do the butter please, chúng ta sẽ cười nhạo những con bướm phủ vàng. Hình xăm này được cho là biểu hiện sự khinh thường và sự chế nhạo của cô đối với những người giả tạo và tham lam. Justin Bieber, nam ca sĩ, nhạc sĩ và người sáng tác nổi tiếng của Canada đã xăm hình xăm một thiên thần sa ngã trên cánh tay phải
với dòng chữ Forgive, tha thứ. Hình xăm này được cho là biểu hiện sự ăn năn và sự mong muốn được tha thứ của anh sau những scandal và lỗi lầm trong quá khứ. Demi Lovato, nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng của Mỹ đã xăm hình xăm một thiên thần sa ngã trên lưng với dòng chữ Survivor, người sống sót. Hình xăm này được cho là biểu hiện sự vượt qua và sự mạnh mẽ của cô sau những cuộc chiến với chứng trầm cảm, chứng ăn uống rối loạn và chứng nghiện ma túy. Ngoài ra còn có Phan Công Khanh, ông trùm buôn siêu xe tại Việt Nam, người được cho là tay chơi khét tiếng tại Việt Nam khi sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền và hiếm có tại Việt Nam. Anh từng là một vận động viên bóng chuyền phủi. Sau khi gặp chấn thương và giải nghệ, anh đã chuyển hướng sang buôn ô tô và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công và trở nên nổi tiếng. Hình xăm thiên thần sa ngã đã được anh xăm lên lưng từ lúc còn là vận động viên bóng chuyền, với hình tượng một người đàn ông có cánh đang giang tay tay ra hướng lên trời cao như đón nhận điều gì đó. Nhưng gần đây anh đã bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ai nên xăm hình xăm thiên thần sa ngã, ai không nên xăm? Hình xăm thiên thần sa ngã là một hình xăm có nhiều ý nghĩa khác nhau và không phải ai cũng phù hợp với hình xăm này. Bạn nên xem xét kỹ trước khi quyết định xăm hình xăm này, vì nó có thể ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác về bạn, cũng như cảm giác của chính bạn về bản thân. Bạn nên xăm hình xăm thiên thần sa ngã nếu bạn cảm thấy mình có những đặc điểm sau. Bạn là một người nổi loạn, không muốn bị ràng buộc bởi những quy tắc và giới hạn của xã hội hoặc chính bản thân mình. Bạn muốn tự do, tự quyết định và tự biểu lộ bản sắc của mình. Bạn là một người đấu tranh, không ngừng chiến đấu cho mục tiêu, ước mơ và niềm tin của mình. Bạn không sợ khó khăn, thử thách và cám dỗ. Bạn luôn tìm kiếm sự cải thiện và sự tiến bộ. Bạn là một người đã trải qua sự mất mát của một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống. Bạn muốn bày tỏ nỗi buồn, nỗi đau và sự nuối tiếc của mình. Bạn cũng muốn tưởng nhớ và tri ân những điều đã qua. Bạn là một người hy vọng, tin rằng dù có sa ngã hay lầm lỗi, bạn vẫn có thể quay lại với ánh sáng, với Chúa hoặc với chính mình. Bạn cũng muốn lan tỏa thông điệp về lòng trắc ẩn và lòng từ bi. Bạn không nên xăm hình xăm thiên thần sa ngã nếu bạn cảm thấy mình có những đặc điểm sau. Bạn là một người tuân thủ, muốn sống theo những quy tắc và giới hạn của xã hội hoặc chính bản thân mình. Bạn không muốn gây rối, gây tranh cãi hoặc gây khó chịu cho người khác. Bạn là một người an phận, không muốn đấu tranh cho mục tiêu, ước mơ và niềm tin của mình. Bạn chấp nhận khó khăn, thử thách và cám dỗ. Bạn không quan tâm đến sự cải thiện và sự tiến bộ. Bạn là một người đã quên đi sự mất mát của một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống. Bạn không muốn bày tỏ nỗi buồn, nỗi đau và sự nuối tiếc của mình. Bạn cũng không muốn tưởng nhớ và tri ân những điều đã qua. Bạn là một người tuyệt vọng, tin rằng dù có sa ngã hay lầm lỗi, bạn không thể quay lại với ánh sáng, với Chúa hoặc với chính mình. Bạn cũng không muốn lan tỏa thông điệp về lòng trắc ẩn và lòng từ bi. Những điều cần lưu ý trước khi xăm hình xăm thiên thần sa ngã. Nếu bạn đã quyết định xăm hình xăm thiên thần sa ngã, bạn cần lưu ý những điều sau đây trước khi xăm. Bạn cần tìm một nghệ sĩ xăm hình uy tín, có kinh nghiệm và có tài năng. Bạn cần xem các mẫu hình xăm mà nghệ sĩ đã làm trước đó và chọn một nghệ sĩ có phong cách phù hợp với ý tưởng của bạn. Bạn cần thảo luận với nghệ sĩ về kích thước, vị trí, màu sắc và chi tiết của hình xăm. Bạn cần chọn một kích thước phù hợp với cơ thể của bạn, một vị trí dễ nhìn hoặc dễ che, một màu sắc hài hòa hoặc nổi bật, và những chi tiết mang ý nghĩa cho bạn. Bạn cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe trước khi xăm. Bạn cần ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đủ giấc, không uống rượu bia hoặc thuốc lá. Bạn cũng cần giữ cho da sạch sẽ và khô ráo. Bạn cần chịu đựng được đau đớn và máu me trong quá trình xăm. Bạn cần chăm sóc cho hình xăm sau khi xăm. Bạn cần bôi kem kháng khuẩn, che băng gạc, rửa sạch và lau khô hình xăm hàng ngày. Bạn cũng cần tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nước biển hoặc hồ bơi, quần áo chật hoặc ma sát. Bạn cần để cho hình xăm liền da và phục hồi hoàn toàn. Tôi hy vọng những thông tin mà tôi đã chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hình xăm thiên thần sa ngã. Tôi cũng hy vọng bạn sẽ có một quyết định đúng đắn và một hình xăm đẹp và ý nghĩa. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy ấn like và đăng ký kênh Toàn Phong Thủy nhé.